hay là đi chơi khuya hay là gì không? Em lười đi chơi, mà đi chơi em cũng về sớm, tầm 10 giờ là em phải về rồi. Vậy là sau 10 giờ không ra đường nữa? Dạ, đúng rồi. Anh không nghĩ một cô gái 28 tuổi mà không có một mối tình nào hết nha. Dạ, tại vì em khó tính, em chọn lựa rất là kỹ. Dạ, thưa anh thì hiện tại em cũng chưa có mối tình nào anh. Trời đất ơi. Dạ. Anh không hiểu tại thành phố Hồ Chí Minh có hai con người chưa bao giờ có mối tình nào hết. Tại sao vậy em trai? Dạ thì cũng như bạn nữ thì em chọn bạn gái cũng hơi khó xíu. Em thấy mình chưa có duyên. Bây giờ 26 tuổi mà không có nắm tay con gái luôn. Dạ. Chưa có hôn con gái luôn. Dạ. Vậy thì khi mà xem phim thấy hai người ta hôn nhau thì em cảm giác thế nào? Dạ cũng bình thường. Dạ. Trong nhóm của em có ai nói em rằng thuộc thế giới nào đó không? Dạ không. Người lý tưởng thế nào? Thì em muốn anh ấy cao trên mắt 7, không mắt hí, không hói, không hói. Chào quý vị khán giả, em tên là Huỳnh Ngọc Duy, 26 tuổi, quê của em ở Phan Thiết, Bình Thuận. Hiện tại là em làm giáo viên kỹ năng sống với dạy lịch sử. Tức là dạy ở trường nào hay là như thế nào? Kỹ năng sống thì em dạy cho các trường tiểu học với lại là trung học cơ sở. Còn lịch sử là em dạy cho đại học à. Rồi, mời bên đàn gái. Em xin chào anh chị MC, em xin chào các khán giả. Em tên là Lê Thị Thanh Huyền, năm nay 28 tuổi. Và hiện tại em đang là giáo viên cấp 2. Em dạy môn gì? Để dạy toán. À, nghĩa là hôm nay hai giáo viên. Hai giáo viên. Nhưng con cái nè, nhỏ hơn 2 tuổi đó. Dạ, cái tính của em là cởi mở, cho nên là em cũng không quan trọng điều đó anh. Bởi vì thầy giáo dạy kỹ năng sống lịch sử thì cũng rất là năng động ha. Mời bạn gái hãy cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm của em là chân thành, trung thực, chu đáo. Và khuyết điểm của em là em khó tính, có thể nói là cực kỳ. Đồ dùng cá nhân của em là em không có thích chia sẻ với người khác, ví dụ như là lược hay là khăn tắm chẳng hạn. Cho nên là em là người ích kỷ trong tình yêu, em không thích chia sẻ người yêu em với người khác. Em không cho xài chung lược với em hả? Dạ khăn chắc là không. Lược? Dạ lược thì được, sống chung với em thì xài chung, nhưng mà khăn tắm thì tuyệt đối không. Lược xài chung em xài nhiều hơn rồi đó. Rồi. Ủa sao vậy? Sao mọi người cười vậy? Bây giờ bên đàn trai, ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Dạ ưu điểm của em đó là cần cù, chịu khó, siêng năng, cẩn thận, thôi, trung thực, thật thà, biết lắng nghe, chia sẻ, hòa đồng và thân thiện. Giỏi vậy ta? Dạ. Trời ơi. Còn khuyết điểm? Hiện tại thì em chỉ biết nấu món ăn hạn chế thôi, nhưng mà chắc chắn cái này bắt buộc là sau này em phải tập. Vợ nấu rồi tập với vợ cũng xong à. Bạn gái. Dạ. Thì đường tình duyên có mấy mối tình? Dạ em chưa có người yêu bao giờ. Thiệt hả? Dạ. Đối với tình yêu thì em chỉ là học sinh mẫu giáo thôi, cho nên em muốn người yêu em là bao dung, có cái gì em chưa biết thì bỏ qua cho em. Ừ. Có em có hay đi chơi tối hay là đi chơi khuya hay là gì không? Em lười đi chơi, mà đi chơi em cũng về sớm, tầm 10 giờ là em phải về rồi. Vậy là sau 10 giờ không ra đường nữa? Dạ đúng rồi. Anh không nghĩ một cô gái 28 tuổi mà không có một mối tình nào hết nha. Dạ tại vì em khó tính, em chọn lựa rất là kỹ. Dạ thưa anh thì hiện tại em cũng chưa có mối tình nào anh. Trời đất ơi. Dạ. Anh không hiểu tại thành phố Hồ Chí Minh có hai con người chưa bao giờ có mối tình nào hết. Tại sao vậy em trai? Dạ thì cũng như bạn nữ thì em chọn bạn gái cũng hơi khó xíu. Em thấy mình chưa có duyên. Bây giờ 26 tuổi mà không có nắm tay con gái luôn. Dạ. Chưa có hôn con gái luôn. Dạ. Vậy thì khi mà xem phim thấy hai người ta hôn nhau thì em cảm giác thế nào? Dạ cũng bình thường. Trong dạ. Nhóm của em có ai nói em rằng thuộc thế giới nào đó không? Dạ không. Tới 26 tuổi tới em lớn luôn rồi mà em vẫn chưa có cảm giác đó. Dạ có, em có. Có bao giờ nằm mơ thấy yêu cô nào chưa? Dạ cũng có. Có nằm mơ thấy hôn cô nào chưa? Dạ cũng có luôn anh. Vậy thì được chứ, tưởng không. Dạ. Có cái gì là xong. Em thích con trai hơn gái? Dạ em thích, đương nhiên chắc chắn là em thích con gái. À. Dạ. Không, tôi hỏi về con người đó, tôi thích con trai. Nói chứ anh thử cho bên đàn gái họ yên tâm thôi. Dạ. Bây giờ để anh hỏi bên đàn gái. Em chào anh. Trời dễ thương. Gì mà đàn ông không lẽ đeo mắt kiến đen hết sao trời. Xinh dễ thương thế này. Anh cảm ơn. Bây giờ muốn tìm một mẫu người lý tưởng thế nào? Thì em muốn anh ấy cao trên mắt 7, không mắt hí, không hói, không không bụng bự, không răng hô, ấm áp, bao dung. Ấm áp điều không tránh khỏi, có thể đành chấp nhận. Hói hả? Hói có sao đâu. Phải không? Hói con chút à. Không thích bụng bự luôn hả em? Dạ. Đợi chị tại vì chị thường là những người bụng bự là lười vận động lắm, em thích người thích vận động. Thì do em kêu người ta vận động thôi. Không, em không có cái quan điểm là sẽ thay đổi một người, mà em muốn có một người mà cùng quan điểm với mình.
một cái người đàn ông bụng hơi bự chút xíu, hơi hói hói chút xíu mà yêu thương em hết mực luôn, và một người không bụng bự, không hói mà không yêu em, chỉ có em yêu người ta, thì em chọn ai? Em không chọn ai hết. Đúng là khó. Dạ, đó là lý do em é đến giờ em phải lên đây. Hèn chi, em gái ơi, trên cõi đời này không có ai hoàn hảo, không có ai giống như suy nghĩ của mình trong mơ vậy. Em mơ một hoàng tử không thể nào có được đâu. Có đôi khi em phải chấp nhận những cái gì của người đó, biết đâu về yêu thương nhau, tình yêu nó thăng hoa và người đó chính là hoàng tử của em. Và cũng ngược lại, người ta cũng sẽ chấp nhận em. Đó, mở lòng ra thì xíu, bớt khó. Để qua kiểm tra này, cái gì mà hồi nãy nghe nói tóc tai dưới cười quá trời. Có gì đâu, bình thường thôi đó, mà. Đó, yên ngon anh sao? Đó. Ý. Hả? Thì... Chào Duy. Dạ, em chào chị. Cao, ráo, đẹp trai. Ừ, rồi, em có thích chơi thể thao không? Dạ, em thích chơi đá banh với lại tập tạ. Đúng rồi. Em có đá banh, có tập tạ nha em. Khỏe. Khỏe. Kỹ năng sống. Ồ, em rất là thích những người dạy kỹ năng sống. Ừ. Bởi vì những người dạy kỹ năng sống á, họ phải tìm hiểu rất rất là nhiều, và đặc biệt khi làm việc với trẻ con nữa. Xác về tâm lý, về mày dạy năng động, về sáng tạo, về tất cả mọi thứ. Em gái, anh nói em gái nè. Dạ. Thật sự đúng là em khó lắm á. Khó tới mức mà chồng mình còn cho lao khăn chung nữa thì khó dữ lắm luôn. Tại vì ở gia đình em, ba mẹ hay là các chị em, anh chị em đều xài riêng hết à? Không, ba mẹ thì không nói rồi. Đúng rồi. Chị em cũng vậy luôn. Chị em cũng không luôn. Ừ. Nhưng mà ý là vợ chồng là người nằm chung với mình một cái giường. Khi mà hai người vợ đã là vợ chồng đi, hoặc là đã là yêu nhau ăn đi. Ăn chung, ở chung, ăn chung, ngủ chung, ở chung, ngủ chung. Thậm chí hơi bất lịch sự tí xíu, nhưng có thể là có đi toilet chung nữa. Anh có bao giờ mà anh đang đi toilet mà vợ anh đi vô không? Cũng bình thường. Không, tức là mình không có nói gì. Không hả? Anh em nói gì nè, chưa yêu ai lần nào, chưa hôn ai lần nào, chưa nắm tay ai lần nào. Thì bây giờ ca này mình xử sao? Ca này để người thân góp ý đi rồi tính. Rồi, mình mời người thân vậy. Xin mời em, hôm nay em đi người thân của em là ai? Dạ, em đi với em gái và bạn. À, chào mọi người ạ, em là Uyên, em gái của chị Huyền. Chị hai có những nguyên tắc của mình, và ví dụ như là khai bảo là hai không dùng khăn tắm chung á, thì em thấy nó cũng bình thường. Và hai á, thực ra thì mọi người nhìn vào vậy thôi, chứ khi mà hiểu hai rồi thì hai thực sự rất là tình cảm. Hiểu rồi thì cho xài chung đúng không? Dạ không. Rồi, em đánh giá về người bạn sắp gặp gỡ hai của em đó, có hợp với tính cách của hai của em không? Đối với em thì em luôn tôn trọng quyết định của hai. Hai cứ làm những gì mà hai thấy thích, hai thấy cảm nhận là mình thích thì mình làm thôi, không cần phải đúng là... rồi em. Cảm ơn em gái. Em nói đúng. Rồi. Duy đi với ai Duy? Dạ hôm nay em đi với chị trưởng phòng và các bạn đồng nghiệp của em à. Đó. Kính chào anh Linh, kính chào chị Nam Thư. Dạ. Thì em là trưởng phòng của Duy. Thì con người của Duy rất là chân tình, bạn ấy luôn quan tâm, chia sẻ tới với tất cả mọi người. Còn ở chỗ bạn Huyền thì lần đầu tiên gặp bạn cũng rất ấn tượng về bạn. Bạn là một người rất xinh đẹp. Dạ, cảm ơn. Thật ra trong cuộc sống thì ai cũng sẽ có những cái khuyết điểm. Thì nếu như mà chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội, chúng ta tìm hiểu nhau, thấu hiểu nhau, thì những cái khuyết điểm đó dần nó sẽ mất đi, và chúng ta sẽ được một cái lớn hơn. Đó là một cái tình yêu đơm hoa kết trái. Hay quá. Rất mong tình cảm của hai bạn có thể đi được đến cái đoạn kết. Nhớ nha, đôi khi là con người ta không ai hoàn hảo hết. Có người lộ khuyết điểm ra ngoài dễ thấy, có người giấu khuyết điểm vào trong. Vấn đề quan trọng là chúng ta nhìn với những cái tích cực hơn. Em gái nha. Rồi, mở rào. Chào anh. Em đến tham gia chương trình có món quà tặng anh. Ừ, anh cảm ơn em. Tặng em hoa hồng vì là hoa hồng đẹp mà có gai. Anh đến chương trình có món quà, sách thể hiện cái tấm chân tình của anh nó lớn như kiến thức trong sách dành cho em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng thích đọc sách. Hay quá. Cái hai món quà này nó cũng là lạ. Tại vì quan điểm của em là không phải chỉ có phụ nữ mới xứng đáng nhận hoa. Nhưng đàn ông mà râu ria nhằn cầm bó hoa nó cũng lạ lạ lắm á. Dạ, anh chào anh Duy. Anh chào em. Thì đầu tiên thì nói chung anh cũng thích cái tính nguyên tắc cũng như là cẩn thận như em. Dạ. Thì anh cũng cũng có thể là một người nguyên tắc đó. Anh sống theo cái kiểu truyền thống cũng như cái kiểu hiện đại. Nó dạ. Có sự kết hợp giữa hai cái. Trước kia thì anh cũng tìm kiếm một cái con người mà người bạn gái theo cái tiêu chuẩn của anh. Nhưng mà sau đó thì anh cũng nhận thấy không có ai mà hoàn hảo hết.
Thực ra thì em là một người phụ nữ mà vừa hiện đại vừa truyền thống. Em có cái truyền thống của em, ví dụ như em rất là nghiêm túc, đi xe ngoài đường là không vượt đèn đỏ, không leo lề các thứ. Rồi em đi chơi em về sớm chẳng hạn. Rồi ví dụ như em muốn kết hôn hay gì thì em cũng phải xin phép gia đình. Nếu mà gia đình phản đối thì em vẫn không kết hôn. Và em có những cái hiện đại của em là em hướng ngoại, tức là em có thích cái phong cách mà thoải mái như kiểu phương Tây. Ví dụ như đi chơi chia tiền sòng phẳng, chứ em không nghĩ là mình là phụ nữ mình bắt đàn ông chia tiền chẳng hạn như vậy. Nhưng mà về quan điểm trong tình yêu thì em hơi truyền thống cổ hủ chút xíu. Cái cách sống của anh thì cũng giống em, nề nếp thì mình phải tuân thủ. Anh cũng thích kiểu phương Tây, anh không gia trưởng, anh ghét cái sự gia trưởng. Anh cũng thích cái sự cá tính, thích sự sáng tạo. Quan điểm về tình yêu của anh thì cũng không có đúng có sai, mà yêu nhau thì phải biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và ở bên nhau, kể cả khó khăn cũng như là trong hạnh phúc. Quan điểm tình yêu của em là tôn tự tin, nghĩa là tôn trọng, tự do nhưng mà tin tưởng. Nhưng mà một khi sự tin tưởng đó mà bị lung lay thì tình yêu coi như cũng tan vỡ luôn. Anh đồng tình, anh thích cái sự tin tưởng cũng như là cái sự chung thủy trong tình yêu. Cái điều này là cái điều mà anh thích vô cùng, cũng như là cái điều mà anh theo nó suốt trong tương lai với cái người bạn đời của mình. Trong một cuộc cãi nhau với nhau, bạn gái rất là mạnh mẽ, cá tính và luôn luôn cho mình đúng, thì bạn trai sẽ làm gì? Em để cho bạn gái nói trước, và tiếng sau hay cũng có thể một hai ngày sau, thì khi mà bạn gái bình tĩnh em sẽ giải thích, phân tích sự đúng sai, không có muốn mình hơn hay là mình đúng. Được không bạn gái? Dạ, rất là gọi là kiên nhẫn. Kiên nhẫn, đúng rồi, anh có sự kiên nhẫn. Em thích hẹn hò như thế nào, ở những nơi như thế nào ạ? Em thích yên tĩnh, em không thích ồn ào, giống như kiểu đi bar đồ là em hồi xưa em có ý định đi một lần nhưng mà em nghĩ lại ồn lắm nên em không đi. Anh cũng không thích ồn ào, cho nên là nhất là những cái chỗ đông người thì lâu lâu anh cũng có đi, nhưng mà anh thích những cái chỗ yên tĩnh hơn. Thì anh thấy em với lại anh cũng có nhiều cái điểm giống nhau, anh thấy nhiều lắm luôn á. Nhiều lắm luôn á. Anh thật sự bất ngờ. Tại sao Duy biết không? Khi chúng tôi xem những hồ sơ đó, những cái gì mà các bạn để trong hồ sơ nó gần như rất hợp với nhau. Chúng tôi kết hợp ở đây là cái phần trội nhiều hơn là cái phần không hợp với nhau. Bên kia là thấy hợp lắm luôn rồi đó. Nhưng mà cho em hỏi câu cuối cùng được không? Hỏi em muốn mấy câu. Anh có hút thuốc không? Anh không hút thuốc, anh không uống bia. Chỉ là uống bia khi mà có tiệc tùng hay là những cái cuộc gặp gỡ quan trọng thôi. Hỏi chàng trai và cô gái, các bạn là những người rất mới, tân binh ở trong tình yêu, chưa ai trải qua yêu cả. Đối với Thư, nếu mà yêu rồi thì mình ngồi đó và rút ra kinh nghiệm. Còn chưa yêu, nhào vô tìm hiểu đi, rồi hãy nói chuyện với nhau. Chúng ta chuẩn bị bấm nút thì anh có món quà, đó là một cái bài thơ muốn tặng em. Thì cái bài thơ này nó mang cái ý nghĩa cũng như là cái nội dung mà anh muốn gửi tới em. Thập lý bình hồ, sương mãn thiên, thống thống thanh tơ, sầu qua niên, đối nguyệt thành đơn, giọng tương hệ, chỉ thanh im ương, bắc thâm kim. Thì cái bài thơ này là cái sự gặp nhau tình cờ của một đôi trai gái trong cái thời chiến. Hai bên đã hiểu nhau, trao cái mối duyên của mình cho nhau. Người con trai lúc bấy giờ đã dành hết cái chân tình của mình vô một bức tranh do người con trai tự vẽ và đọc bốn câu thơ trong đó. Và người con trai sẵn sàng chờ đợi cũng như là tìm mọi cách để cô gái hoàn thành nhiệm vụ của quốc gia để trở về với chàng trai. Thôi, bốn câu thơ mà chuyện dài quá ha. Dạ. Bây giờ thì chúng ta tiến hành bấm nút ha. Tiến hành bấm nút thôi. Kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa. Hãy bấm nếu chúng ta thực sự rung động. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, như vậy là cô gái không bấm. Chúng ta phải sống thật như thế. Tại sao bạn lại không bấm nút? Em nghĩ anh là một chân thành, người rất là chân thành, thật thà. Và có lẽ là có trách nhiệm, nhưng mà em nhìn vào ánh mắt anh ấy, em không có sự thu hút. Nên em nghĩ là chưa có sự đồng điệu. Rồi. Và em xin nhường cơ hội cho nhiều bạn gái, hàng trăm cô gái khác ở ngoài kia tốt hơn em. Cảm ơn bạn đã sống thật bằng trái tim của mình ha. Nhưng mà theo anh đó nha, cô gái nên mở lòng mình ra chút xíu nữa. Thật sự là em nói em rất khó, đúng, khó quá. Và chàng trai này thì cũng đừng lo lắng, có rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho bạn. Chúc chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Nay 29 tuổi, là giảng viên khoa khoa học cơ bản, trường sĩ quan đặc công thuộc binh chủng đặc công. Giảng viên cơ bản là làm cụ thể công việc gì em? Môn em phụ trách là môn công nghệ thông tin thuộc bộ môn tin học của khoa khoa học cơ bản. Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa. Bây giờ thì em đang công tác tại
thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội ạ. Tức là tưởng từ Hà Nội vào đó hả Tưởng? Dạ vâng ạ. Ôi, thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn đã đến hôm nay nha. Hôm nay chúng tôi rất là cảm động với cái tình cảm của bạn từ thủ đô Hà Nội đã vượt gần 2.000 cây số để đến với bạn quen họ tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bạn trai. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Nam Thư, các khán giả trong đài trường quay và các khán giả đang xem truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Trung Hiếu, em sinh ra ở Nam Định và đang hiện tại đang công tác tại phòng công nghệ thông tin Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu ở Hà Nội. Năm nay là 30 tuổi. Em từ Hà Nội vào đây luôn. Dạ vâng ạ. Từ là chúng tôi nói cảm ơn hai bạn rất là nhiều, bay từ thành Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Bên đó thì có thể nói một tí xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình không? Ưu điểm của em nghĩ là cái này nó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm, là em không nói dối được. Khi mà ai hỏi em cái gì đấy mà em cảm thấy mà em nói dối là em cảm thấy em xấu hổ, không nói dối được bao giờ. Thứ hai nữa là em rất thích cái cảm giác mà được đứng ra để che chở hay là giúp đỡ người khác. Em cũng tự nhận là em cũng có một số những cái tài lẻ. Hầu như là tất cả mọi vấn đề của một người đàn ông trong gia đình như là nữ công gia chánh đều em đều có thể làm tạm được khoảng 7-8 điểm. Em có thể nấu cơm, em nấu canh, em giặt rũ, sửa chữa hỏng hóc trong nhà là em đều có thể làm được. Tật xấu nhất của em là gì? Tật xấu nhất của em mà đến bây giờ mà em chưa sửa được là em nhát gái ấy. Nhát gái? Dạ. Rồi, mời bạn nữ. Hầu như là em chả thấy em có cái ưu điểm gì cả. Em toàn khuyết điểm thôi. Em cũng rất thích hay giúp đỡ người khác, rất hay quên đường. Em đi đường, em không bao giờ em nhớ đường đâu. Em toàn phải mở Google Map lên em đi tìm đường. Và em toàn đi xe buýt không à. Bên ngoài thì thấy Tưởng hết sức là mạnh mẽ, nhưng mà nhìn sâu vào trong mắt á thì thấy Tưởng có một cặp mắt rất là ướt át. Nhìn em mạnh mẽ thế này thôi, nhưng mà thật ra thì có việc gì rất là đơn giản thôi, nhưng mà em rất dễ rơi nước mắt. Không hiểu vì sao. Nên là con người đầy cảm xúc đó. Đúng rồi, một con người sống hết sức là tình cảm. Sở thích của Tưởng là gì? Em hay đi lang thang, ví dụ như là đi dọc các cái con đường nó có các hàng cây, thế là đi một mình thế. Em là con gái nhưng em lại không thích đi shopping lắm. Cái này đàn ông thích nè, con gái không thích đi shopping, đàn ông thích lắm á. Bên kia cô gái bộ đội đó là một người rất là cảm xúc, thậm chí có một chút lãng mạn. Chàng trai thế này, bên này thế nào? Em thích mô tô, em thích đi phượt, đôi khi em thích cả nấu ăn nữa. Em có thích sự lãng mạn không? Em biết làm thơ anh. Làm thơ luôn? Dạ, dạ. Sao làm thử coi. Mà xin phép ngẫu hứng một vài câu thơ. Phần đầu đến bước đến trường đến quay. Đến trường quay. Nghe giọng bạn gái đang muộn say, chắc hẳn là người ưa lãng mạn, biết có bên nhau đến sau này. Dạ, em xin hết ạ. Chà, thấy trong profile là hát hò dữ lắm nè. Thực ra thì là em không nhận là em hát hay lắm đâu. Mà em thuộc cái thể loại là em hay cướp mic trong quán karaoke. Nhiều khi là cứ mỗi một bài thì em có thể hát theo một giọng khác nhau. Ồ, dạ. Tức có thể là nhái được nhiều loại giọng ca sĩ. Dạ. Thử xem. Ông bà anh ngày xưa ông bà anh khi xưa thường không có ô tô. Ông bà anh khi xưa yêu nhau Ông bà anh yêu nhau từ xưa có xe hơi đúng không? Đúng rồi. Lại nhà hai. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con xe đạp thống nhất màu xanh. Đêm qua tôi nằm mơ thấy em, trong giấc mơ em là của ai? Đêm qua em nằm mơ thấy tôi, trong giấc mơ em cũng thuộc về tôi. Tôi yêu em, hàng đêm nhớ em, tôi lang thang để được gần em. Tôi không tin rằng trong giấc mơ em bên ai không phải là tôi. Rock đúng không? Dạ. Tối mà cả 11, 12 đêm hát này là mệt lắm á. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình kéo dài khoảng 4 năm. Mấy năm? 4 năm ạ. 4 năm, dài đấy. Nhưng tại sao lại chia tay? Có thể là do khoảng cách. Nhưng mà khoảng cách bao xa mà phải chia tay vậy? Thanh Hóa Bảo Vinh ạ. Trời, đất ơi, tưởng xa lắm xa. Vậy thì cái mối tình đó kết thúc cách đây bao lâu rồi? Kết thúc cách đây được 4 năm rồi. Đàn trai. Mấy mối tình rồi? Cái sự nghiệp cầm cưa của em thì cũng bắt đầu hơi muộn. Đến khi mà em học xong đại học thì em bắt đầu em đi ra ngoài và em bắt đầu em đi chính thức đi cua một bạn gái ấy. Và từ hồi đến giờ em chưa cua được bạn nào. Hả? Chưa cua được bạn nào luôn. Trời ơi, ông kể là tôi thấy chắc là bước ra khỏi trường đại học là cua dữ dội lắm, chưa cua được bạn nào. Dạ. Hà, em chào anh. Xin chào đồng chí Trung Quý. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái mẫu người của em thì rất là đơn giản, tôi nhìn một chút, biết quan tâm về gia đình, tình cảm thì đương nhiên là phải chân thành rồi. Không có sự giả dối. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Chỉ cảm thấy người đấy phù hợp với mình. Là yêu. Là yêu. Thấy yêu là yêu. Vâng. Em trai.
Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn gái mà thẳng tính. Bởi vì là em không đọc tâm lý của các bạn tốt lắm. Nếu như mà các bạn mà nói thế nọ để cho em tự nghĩ thế kia thì em rất không là được. Sợ. Dạ. Em không thích người còn hoang phí. Nhu cầu hoặc là muốn mua sắm các thứ thì không vấn đề. Nhưng mà em không thích mua rồi phải để đấy. Yên tâm, bộ đội là phải nói đâu ra đó hết. Dạ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Rồi mình cho gặp nhau. Tưởng, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Có cấp trên và các đồng đội của em ở trường Sĩ quan Hà Công. Dạ, chào thủ trưởng. Kính chào quý vị đại biểu, anh Quyền Ninh, Nam Thư. Tôi là Nguyễn Hồng Thái. Dạ. Là đồng nghiệp và cấp trên của đồng chí Tưởng tại trường Sĩ quan Đặc Công. Đồng chí Tưởng là trung úy giảng viên của trường Sĩ quan Đặc Công, là người có phẩm chất đạo đức tốt và trong giảng dạy chuyên môn là đạt giỏi, và đặc biệt là rất nhiệt tình với đồng chí đồng đội và bạn bè. Bạn trai là người rất tình cảm và có suy nghĩ, có niềm tin và có nhiều đồng cảm với chỗ đồng chí Tưởng. Theo tôi là hai người sẽ ấn nút và hẹn hò với nhau. Xin hết. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ em ạ, mẹ em là người kia. Ồ, có mẹ vào nữa à? Dạ. Rồi, chào cô. Xin chào trường quay ạ, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Thị Nhàn ạ, tôi đến từ Nam Định. Và hôm nay tôi đến cùng với con trai tôi là cháu Hiếu. Dạ, chào cô. Vâng ạ, hôm nay thì tôi đến đây thì đến trường quay và cũng gặp được Tưởng ạ. Thì tôi thấy cũng dễ nhìn và cũng thấy tình cảm và cũng rất là dễ mến. Dạ, rất cảm ơn. Vâng. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mình mở rào. Bây giờ Hiếu với Tưởng chúng ta cứ trao đổi nhau đi nha, nói chuyện thoải mái. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh xin tặng em một lãng hoa. Em cảm ơn anh. Em cũng có một cái món quà là cái cuốn sách. Thật ra thì em ấn tượng cái cuốn sách này là vì nó có cái câu nói là trái đất tròn, có đi bao nhiêu vòng, còn duyên còn nợ thì vẫn sẽ gặp lại nhau. Thì em tặng anh cuốn này. Anh cảm ơn anh. Rồi, mời hai bạn về vị trí. Cuốn sách gì đó, tựa gì đó. Ai cũng cần một người ở bên cạnh. Tựa sách rất là hay và ý rất nghĩa là hay ha. Đó. Hai bạn nhìn nhau, mình chia sẻ về cái quan điểm tình yêu nè. Rồi mình thực sự cần một người bên cạnh mình là như thế nào? Những cái điểm, những cái điều mà em nói ra thì anh nghĩ thế nào? Lúc đấy anh nghe thì anh cảm thấy là vẫn còn hơi mơ hồ một chút. Anh cảm giác như em là một người là khá là đơn giản, có nhiều cái sở thích phù hợp với một người phụ nữ của gia đình. Anh rất là thích đi du lịch mà không biết là sau này em có thích đi du lịch cùng với anh không? Nếu như có người thì sẵn sàng đi thôi ạ. Nếu như đi một mình thì buồn, đi hai người thì chắc là sẽ vui hơn đấy ạ. Thực sự là em chưa đi phượt bao giờ. Nhưng mà nếu như có một cơ hội được thử đi phượt thì chắc là cũng sẽ thử đi một lần cho biết xem như thế nào. Biết đâu lại còn một lần, hai lần và còn nhiều lần hơn nữa. Hay quá. Nếu như mà ở vị trí của em thì đến anh thì là sẽ hơi xa một chút. Đối với anh thì thực ra là trong Hà Nội thì không có chỗ nào là xa cả. Em nghĩ là khoảng cách xa cũng không phải là vấn đề lắm. Mấy chục cây số cũng không gọi là xa. Đi trong ngày cũng không vấn đề gì cả. Từ Hà Nội các bạn có thể vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp nhau. Đúng rồi. Thì ở Hà Nội với nhau cũng đâu có gì là xa đâu. Có lẽ là thế. Mình sẽ hẹn nhau trên con đường thanh niên nào đó, buổi chiều nào đó. Đúng rồi ạ. Chúng ta nói một chút xíu về cảm nghĩ của mình với người đối diện. Ừ. Sau đó mình tiến hành bấm nút. Ban đầu thì không biết là có phải là cảm thấy là hơi ngại ngùng hay là tính cách của em là bình thường là không phải là người quá sôi nổi hay không. Nhưng mà anh thấy em có một cái nét rất là e lệ, nữ tính. Mới đầu nhìn anh thì khi mà mới tiếp xúc thật cũng chưa có gì nhiều để em nhận xét cả. Nhưng mà qua cái cách anh nói chuyện với anh Quyền Linh thì có một số tính cách cũng gần giống với em. Đó là cũng thẳng thắn, thích giúp đỡ người khác. Khi bấm nút, chúng ta phải bấm bằng cả trái tim của mình. Không phải bấm vì bất kỳ mục đích nào cả. Không bấm, không sao cả. Có hàng triệu người đang xem, những người đó sẽ bấm cho mình. Và bấm nút là hôn nhau đó nha. Chúng ta hãy thật sự thành thật với cảm xúc, với con tim của mình. Và bây giờ xin mời các bạn để tay vào nút bấm. 3 2 1 Hết giờ. Thời gian. Bạn nữ không bấm. Không sao cả. Một cô gái rất là mạnh mẽ. Thật ra thì không
em không bấm không phải là vì không muốn bấm. Không muốn bấm, em muốn có một cái gì đó gọi là thời gian tìm hiểu kỹ hơn một chút. Có cơ hội thì mình có thể là khi đó thì nó thoải mái hơn. Chính xác là như vậy. Không sao, quyết định đó chúng tôi rất là tôn trọng. Hãy sống thật với trái tim của mình và lòng mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình đây. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Chúng ta vừa có thể nghe nhạc, xem phim và trò chuyện nhanh trên Mocha để hiểu nhau hơn nhé. Chúc cho hai bạn sẽ tìm được một nửa còn lại thực sự của mình. Đâu là có thể là bây giờ mình không bấm, nhưng mà sau biết đó đâu sau này thì lại lại có cơ hội tìm hiểu thì lại thành ra bấm thì sao. Hai bạn sớm tìm một hạnh phúc cho riêng mình. Cảm ơn hai bạn đến tham gia chương trình. Cảm ơn chương trình. Xin mời bạn đây.